Lão Chu có được cuốn sổ thiên đạo, không ngờ lại biết được lão Ngô có năng lực trực tiếp lực lượng cực đại, bất khả xâm phạm. Sau ngay lập tức. Ái phi cái phi, giúp ta. Lão Chu, bây giờ chàng là hoàng đế, sao lại hớt hải thế này? Sự uy nghiêm của hoàng đế ở đâu? Ta không quan tâm, dù sao đi nữa, trước mặt nàng, ta luôn là người cần lão được bảo Chu, vệ. Được rồi, hãy nói cho thiếp biết, có chuyện gì với tôi vậy? Ta vừa đến gặp nàng là quên ngay. Lão Chu, chúng ta đã ở chung bao nhiêu năm rồi, chàng có điều gì giấu kín trong lòng? Thiếp nhìn là có thể nhận ra, nói cho thiếp biết chuyện gì đã xảy ra. Thiếp có thấy phân ưu cho người, ta rất ổn. Đúng như dự đoán cái phi, không chuyện gì ta quá mất. Ta thực sự gặp phải một vấn đề khó khăn. Trước tiên, ta muốn hỏi nàng một câu. Nếu có ngày nào đó, nếu Tiểu Vũ nổi loạn, nàng sẽ giúp ta hay giúp Tiểu Vũ? Lão Chu, có nhầm lẫn gì không? Làm sao đứa trẻ Tiểu Vũ đó có thể nổi loạn được? Hãy kể cho thần thiếp nghe. Bệ hạ, người nghe tin đồn đó từ đâu vậy? Sao lại bắt đầu nghi ngờ Tiểu Vũ? Đứa trẻ Tiểu Vũ đó chắc chắn không có tham vọng như vậy. Bệ hạ không được để bị lừa. Ái phi, đừng nói về điều này chứ. Nếu Tiểu Vũ thật sự dám làm phản, ái phi sẽ đứng về phía nào? Nếu thật sự có ngày đó, thiếp chắc chắn sẽ ủng hộ Tiểu Vũ. Ha ha ha, cảm giác thật tuyệt. Đây là điều xảy ra với các cô gái. Hôm nay khi ta đi ngang qua sảnh chính, ta vô tình nhặt được một cuốn nhật ký. Ta có thể nhận ra chữ viết tay trên đó trong nháy mắt. Nó thuộc về anh chàng Tiểu Vũ đó. Sau này lão Chu, thế là anh ta đặt mình vào một phần nhật ký và kể lại cho Mã Vương hậu. Sau khi nghe những gì lão Chu nói, Mã Vương hậu sửng sốt. Bệ hạ có chắc là bệ hạ không kể cho tôi nghe câu chuyện về nội dung của cuốn nhật ký? Ôi quý phi, liệu ta vẫn sẽ kể cho bạn nghe tin đồn vào lúc này chứ? Và để xác minh những điều trong nhật ký của Tiểu Vũ, ta cũng cử hàng trăm thị vệ người đi điều tra. Tiểu Vũ đã tạo ra một căn phòng bí mật trong cung điện của mình. Mỗi đêm, Tiểu Vũ sẽ vào mật thất luyện tập. Bây giờ đi vào, phải mất ít nhất 3 giờ luyện tập mới ra được. Một điểm khác là sư tử đá ở sân sau của Tiểu Vũ và vài phiến đá đó. Một phiến đá dày như vậy, dù có là người lính giỏi trong quân đội, với sự trợ giúp của các công cụ, không nhất thiết có thể phá vỡ nó trong một lần. Và Tiểu Vũ, nhưng nó lại có thể dễ dàng bằng một tay. Dấu chân phải nặng ít nhất hàng chục nghìn kg in trên đất. Điều này là không thể. Thiết phải suy nghĩ một lát. Lão Chu, Tiểu Vũ là con trai của chúng ta. Điều này không thể sai được dù thế nào đi nữa. Và anh ấy là con trai của chúng ta trong hai kiếp đầu tiên. Khi anh còn ở đời này, không biết tại sao, đánh thức ký ức của kiếp trước. Ở kiếp trước, Tiểu Vũ trở thành võ sư huyền thoại. Hãy để người sở hữu anh ta có sức mạnh sánh ngang với Lý Nguyên Bá. Ông thậm chí còn từng là hoàng đế. Với sức mạnh của mình, nếu anh ta muốn nổi loạn, bệ hạ không thể ngăn cản anh ta chút nào. Ờ thế đấy. Cô gái của chúng ta vẫn thông minh. Mọi chuyện trở nên rõ ràng. Đó là ý nghĩa của nó. Nếu mọi thứ trong nhật ký của Tiểu Vũ là sự thật, ta thực sự không thể ngăn chặn anh ấy. Tiểu Ngũ có ý nghĩ phản loạn không? Người mẹ này có thể đoán được ý nghĩa trong cuốn nhật ký của mình. Tiểu Vũ không muốn làm hoàng đế, tôi chỉ muốn làm một hoàng tử nhàn rỗi. Điều đó không ổn sao? Tiểu Vũ đã có thực lực như vậy, nếu muốn nổi loạn thì đã nổi loạn từ lâu rồi. Sở dĩ không có nổi dậy, có nghĩa là nó không có ý tưởng này. Không phải anh ấy cũng nói thế nếu sao? Nếu Tiểu Vũ nổi loạn, cuối cùng, ngai vàng sẽ được giao cho Bưu Nhi. Bạn đang lo lắng về điều gì? Hơn nữa, ai lên ngôi cũng không quan trọng. Tất cả đều thuộc về gia đình Chu của chúng ta. Chỉ cần đất nước có thể được quản lý tốt là được. Nếu bệ hạ thực sự lo lắng, nếu vậy ngày mai thiếp sẽ gọi cho Tiểu Vũ. Hỏi một cách rõ ràng, hãy xem Tiểu Vũ này nghĩ gì. Ái phi, tất cả nhờ vào nàng. Này này này, miễn là ái phi đứng về phía ta là được. Thế thì còn gì phải sợ nữa? Nếu Tiểu Vũ, kẻ phản bội, hãy xem liệu cái phi có thể đánh anh ta đúng không? Đúng rồi cô gái. Tiểu Vũ này đã nhắc đến ta trong nhật ký của nó. Nói về nhiều chính sách tôi đã xây dựng, tất cả đều sai. Nhìn bề ngoài, nó có vẻ có lợi cho danh tiếng của chúng ta. Nếu chúng ta nhìn vào nó trong thời gian dài, nó lại có hại. Đặc biệt chính sách hỗ trợ của đất nước này, Tiểu Mũ thậm chí còn thẳng thắn cho rằng đây là chiến lược nhằm khuất phục đất nước. Tôi chỉ không hiểu một chút thôi, làm sao đây có thể là một chiến lược nhằm khuất phục đất nước? Ái phi xem đoạn này xem. Tiểu Vũ thực sự đã nói như vậy phải không? Và nó đã nhắc đến ta nhiều hơn một lần. Ta thực sự không thể tin ra nó. Chính sách luôn hỗ trợ người dân có gì sai? Ngày ấy chúng ta đã phải cố gắng rất ta nhiều. Ta chỉ mong thế hệ tương lai có cuộc sống tốt đẹp hơn. Điều này có sai không? Lão Lưu, tôi không thấy gì cả. Những chính sách bạn đã ban hành không có vấn đề gì cả. Tiểu Vũ cũng nói, chính sách hỗ trợ đất nước không có vấn đề gì có thể được nhìn thấy trong một khoảng nhưng thời gian sau 100 ngắn. Năm, những vấn đề tiềm ẩn sẽ trở nên rõ ràng. Chúng ta không coi đó là điều bình thường. Chúng ta chỉ có rất ít thời gian để sống. Nhưng Tiểu Vũ thì khác, anh ấy sinh ra đã biết điều có đó. Có ký ức về kiếp trước. Vì thế anh ấy biết rất rõ những vấn đề gì sẽ phát sinh sau này. Ái phi, em nói đúng về điều đó. Vậy chúng ta nên làm gì? Nếu chính sách này của chúng ta, nó thực sự đã trở thành một chiến lược nhằm thế thì ta là tội nhân lớn. Nó rất đơn giản. Bây giờ Tiểu Vũ đã nhìn ra những vấn đề này. Anh ta phải có giải pháp cho những vấn đề này. Ngày mai tôi sẽ gọi cho Tiểu Vũ. Bạn sẽ biết nếu bạn hỏi. Nếu đây là trường hợp, chẳng phải sẽ tốt Tiểu hơn Vũ sao? Tiểu Vũ biết chúng tôi đã lén đọc nhật ký của anh ấy. Lỡ như hắn gây rắc rối cho chúng ta thì sao? Tại sao chàng vẫn sợ Tiểu Vũ? Nó nâng tảng đá nặng hàng chục ngàn cân chỉ bằng một cánh tay mà vẫn bất khả xâm phạm. Nó giống như một vị thần.
Tôi có thể không sợ hãi được không? Chàng sợ điều gì? Chàng là cha của Hơn Tiểu nữa, Vũ cơ mà. Chẳng phải còn có Thiết sao? Lão Lưu, chàng đã bao giờ nghĩ về điều đó chuyển chưa? Chuyển ngôi cho Tiểu Vũ. Làm thế nào điều này có thể xảy nếu ra? Nếu Mai Vàng được chuyển lại cho Tiểu Vũ, còn chúng tôi thì sao? Và đứa con thứ hai, con thứ ba và thứ tư đâu? Họ có thể đồng ý không? Và các quan lại dân sự và quân sự của triều đại Họ có thể đồng ý không? Lão Lưu, chàng không mong đợi có nhiều dòng hơn gấp 10 lần sao? Trong kho bạc quốc gia, sở hữu hàng trăm triệu lượng bạc, người dân có đủ thức ăn trong nhà, tất cả trẻ em muốn đi học có thể đi học. Tên sách, nó trông như thế nào? Tên trên nhật ký của Tiểu Vũ. Đó mới là sự thịnh vượng thực sự phải không? So với sự cai trị của Văn Kinh, thời đại thịnh vượng của Đường Thái Tông chẳng là gì cả phải không? Với khả năng của bệ hạ, cộng với lòng tin từ dân chúng của chúng tôi, bạn có khả năng tạo ra một thế giới thịnh vượng như vậy không? Không, chúng tôi biết rõ nhất mình đang ở cấp độ nào. Nếu Bưu Nhi tiếp quản sẽ tốt hơn một có chút. Lẽ tốt hơn tôi, nhưng không tốt hơn nhiều. Chắc chắn không đến được trình độ của Tiểu Vũ. Con thứ hai, con thứ ba, đứa thứ tư và những đứa khác còn tệ hơn. Ngay cả Lão Tam, Lão Tứ, nó không thể đạt đến mức này. Thế phải chưa không? Đủ sao? Bạn có nghĩ rằng Bioer đã kế vị trở thành một hoàng đế Tây Sông bình thường thì thế nào? Chúng ta có nên để Tiểu Ngũ kế vị trở thành người vượt qua hoàng đế Tần và Hán Vũ, Đường Tông Song Xu, tạo ra điều gì đó chưa từng có? Còn vị hoàng đế đã lập được nhiều thành tựu to nếu lớn đây thực thì sự sao? Là trường hợp nếu Tiểu Vũ nổi loạn và trở thành hoàng đế. Ngược lại, đó là một điều tốt. Cô gái này nói điều này sau khi bạn nói điều đó. Có vẻ như đây thực sự là trường hợp. Chuyển chức vụ cho Tiểu Ngũ cũng là một quyết định khá đúng đắn. Điều quan trọng nhất là nếu Tiểu Vũ kế vị ngai vàng, anh chị em của anh ấy nói chắc chắn có thể kết thúc tốt đẹp. Anh em giết nhau sẽ không bao giờ xảy ra. Đây có vẻ là một điều tốt. Hoàng tử âm nhạc đây rồi chú ạ. Nữ hoàng muốn bạn vào cung điện. Mẹ đang tìm tôi, nhắc mới nhớ, đã lâu rồi tôi không gặp mẹ. Đúng lúc để đi gặp anh ấy. Nhân tiện, hãy để tôi nói tôi cho sẽ chỉ dịch câu hỏi. Ở độ tuổi hiện tại của tôi, đã gần đến lúc phải cày đất. Cung Khôn Ninh không ngờ rằng năm đứa nhỏ của mình có một bí mật lớn như vậy được ẩn giấu. Tại sao tôi, người mẹ, không phát hiện ra? Chẳng trách từ khi Tiểu Vũ ra đời, chỉ khác với những đứa trẻ khác, thương một mình trong bàng hoàng, nói điều gì đó bạn không hiểu. Có lẽ Tiểu Vũ lúc đó trong lòng có chút cô đơn. May mắn thay, đứa trẻ Tiểu Vũ là người nhạy cảm, không làm điều gì quá đáng. Hải Nhi đã lâu công tâu thỉnh an mẫu hậu, mong mẫu hậu sẽ tha thứ cho bạn. Con, tôi chưa nói với bạn trước đây sao? Ngay khi chỉ có chúng tôi và mẹ chồng không tôi, cần những thứ áo này. Tôi không phải là mẹ nữ hoàng của tôi bạn. Tôi chỉ là mẹ của bạn. Mẹ hay mẹ ơi, mẹ có hiểu con đây không? Đây là món tôi thích ăn. Nhóc con, bạn thích ăn gì? Làm sao mẹ tôi có thể không biết được? Ăn nhanh. Chào mẹ, vậy con bắt đầu ăn nhé. Trong chớp mắt, năm đứa nhỏ của chúng ta cũng đã lớn rồi. Đã đến lúc kết hôn. Còn bạn thì sao? Bạn đã từng yêu một cô gái nhà ai đó bạn chưa? Bạn nói với Ma Nương, anh sẽ đi cầu hôn em. Tôi vẫn còn trẻ sau mẹ chồng này. Vấn đề này vẫn chưa khẩn cấp. Không cần phải vội đâu, nhóc ạ. Bạn 18 tuổi và bạn chưa còn trẻ. Hãy nhìn anh cả của bạn khi anh ấy 18 tuổi. Đại Bàng đã ra đời. Anh thứ hai và thứ ba của bạn đã kết hôn rồi. Bây giờ chỉ còn lại bạn và đứa con thứ tư. Trước cuối năm nay, vấn đề này phải được giải quyết, phải không? Con ở đây để giúp mẹ suy nghĩ về điều đó. Giữa tầng lớp quý tộc này, có cô gái nào trong gia đình bạn bằng tuổi bạn không? Ừ, hình như là con gái nhà Ngụy Quốc công Từ Đạt, gần bằng tuổi bạn. Làm thế nào để cho hai người gặp nhau một ngày nào đó? Hứa Miêu Vân, đây không phải là vợ tương lai của đứa con và thứ cái tư này sao? Nhưng hoàng hậu Từ nổi tiếng tương lai, người ta nói rằng anh ấy trông giống như một vẻ quan trọng hơn là có tai, có tiếng là con gái. Lúc đầu đứa thứ tư có chút chán ghét. Sau này tình yêu đến với sự sống và giống cái như chết. Lão Chu, cả đời chỉ yêu một người. Nhưng đây là vợ của đứa con thứ chị tư, chị dâu tương lai. Đây không phải là hơi tệ sao? Không, nhưng vì mẹ tôi và nữ hoàng đã nói vậy. Nếu bạn từ chối trực tiếp, chẳng phải là không thực hiện được ý định tốt của anh trong ấy trường sao? Hợp này, sau đó tất cả các bà mẹ hoàng hậu cậu bé sẽ hôi hám xếp. Vẫn giả vờ như vậy trước mặt mẹ. Sau khi đổi tên, mẹ anh gọi Hứa Miêu Vân tới cho hai người gặp nhau. Nếu mọi việc suôn sẻ, chỉ cần giải quyết vấn đề trực tiếp, tận dụng khả năng di chuyển của mẹ chồng bây giờ. Hãy sinh con thật nhanh. Tôi không muốn mẹ tôi sẽ chết nếu không được gặp con bạn. Mẹ đang nói gì vậy? Chắc chắn bạn sẽ sống lâu. Sống lâu? Ha ha ha, Tiểu Vũ, làm ơn đừng an ủi tôi nữa. Tôi ước gì mẹ tôi có thể nhìn thấy tất cả các bạn. Họ đều có con riêng. Thế thì tôi cũng không có nhiều tiếc nuối với mẹ. Bạn có biết điều đó trong 2 năm qua không? Cơ thể tôi không còn như trước nữa. Đặc biệt là vào mùa đông, tay chân tôi lạnh ngắt. Tôi không thể giữ ấm cho mình dù chỉ tôi chưa nửa bao ngày. Giờ nói với Song Ba về những điều này. Mẹ đừng lo lắng, người tốt như bạn chắc chắn sẽ sống lâu. Khi thời điểm đến, tôi không chỉ để cho bạn tôi cũng có thể trai. Cho ông bế chắc của ông được không? Tốt cho mẹ tôi, chỉ chờ được ông cháu nội. Nhân tiện, những ngày vừa qua, anh cả của bạn luôn đến gặp mẹ tôi để phàn nàn, nói rằng anh có quá nhiều thứ trong tay. Tôi không thể xử lý nó chút nào, nhưng tôi không lo lắng về người khác, vì thế tôi muốn ở giữa các anh em. Tìm ai đó đi qua và giúp anh ta. Nhưng đứa thứ hai, thứ ba đã đi rồi. Lãnh địa của riêng tôi, chỉ có bạn và đứa con thứ tư vẫn ở Incheon. Tại sao bạn không đi giúp đỡ anh trai mình?
Mẹ không lừa dối con chứ? Những người được anh cả phụ trách đều là bác sĩ. Tôi, một hoàng tử, sẽ giúp anh trai tôi giải quyết việc nước. Biết chuyện này. Tại sao bạn không tát tôi? Dù bố tôi không tát tôi, cơ quan kiểm duyệt của đế quốc đã phát hiện tại ra. Tại sao bạn không trộn nó với tôi? Hơn nữa, tôi chỉ là một hoàng tử bướng bỉnh. Làm thế nào để bạn biết làm thế nào Tiểu để đối phó với một bác hôm sĩ? Hôm nay chỉ có bạn và mẹ tôi ở đây. Hãy nói sự thật với mẹ bạn. Bạn có ý kiến gì về vị trí của hoàng tử không?